ơi, mau, giết người có ai không? Cô về đi. Người ta trả anh bao nhiêu để hại tôi? Tôi trả anh gấp đôi. Cô điên vừa thôi. Tôi nói là cô về đi. Gấp ba. Tôi sẽ trả anh gấp ba. Cô điên vừa thôi. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Cô về đi. Giờ anh ra giá đi. Giá nào tôi cũng sẽ trả. Có thật là giá nào cũng phải trả không? Anh muốn cái gì? Anh muốn em. Tôi la ra đó nghe chưa? Mẹ mày, tao cho mày chết. Chết rồi. Sao lại như vậy? Sao lại nhìn em? Em không biết thiệt sao? Anh đang nói cái gì vậy? Tại sao em phải biết chuyện này? Tối đó Khanh đã đến nhà tìm Mạnh. Những nhà xung quanh đã nghe hai người lớn tiếng cãi nhau. Rồi khoảng một tiếng sau đó, người hàng xóm đã chứng kiến thấy Khanh chạy ra từ nhà của Mạnh. Trên tay Khanh đầy máu. Cho nên người hàng xóm này tò mò nhìn vào nhà Mạnh thì phát hiện ra đó là thi thể của Mạnh. Qua xét nghiệm thì đúng là dấu vân tay của Khanh trên con dao hung khí. Cho nên công an đã phát lệnh truy nã. Không thể nào, Khanh không thể nào là kẻ giết người. Em gái tôi không bao giờ giết người. Anh bình tĩnh đi. Bây giờ phải gặp được Khanh mới biết sự việc xảy ra như thế nào. Có phải là em gái tôi đi gặp thằng Mạnh là chị của tôi đúng không? Có lẽ là như vậy. Buổi sáng hôm đó, Khanh gặp được Mạnh ở cơ quan điều tra. Và Khanh rất nóng giận khi biết được hắn ta được thả ra. Tất cả là tại tôi. Tại tôi mà em gái tôi bị liên lụy rồi. Anh bình tĩnh đi. Hiện tại bây giờ thì những khâu tố tụng liên quan đến Khanh gần xong rồi. Quan trọng là phải tìm Khanh cho ra. Con nói sao? Khanh nó gọi điện thoại cho con hả? Đâu có khỏe không con? Bác ơi, bác nói nhỏ nhỏ thôi. Ở dưới nhà có công an đó. Khanh nó đang ở đâu? Có sao không? Dạ, Khanh đang trốn ở Vũng Tàu. Con nghe giọng của Khanh á thì chắc là không sao. Nhưng mà Khanh còn nhờ con nói với bác là chuẩn bị một số tiền để cho Khanh bỏ trốn. Cái gì? Bỏ trốn à?
Dạ phải. Bác mau chuẩn bị tiền đưa cho con để con mang xuống cho Khanh đi. Khanh phải bỏ trốn trước khi công an bắt Khanh. Với lại bạn bè con sẽ giúp Khanh trốn qua Campuchia. Dạ thưa bác, Khanh không được bỏ trốn. Mày im đi. Mày biết cái gì mà xí vô đây đồ con hoang. Kỳ lắm. Hân nói đúng đó, Khanh không được bỏ trốn. Con trả lời ba đi Khanh. Ba biết là con đang nghe lời ba nói. Con lên tiếng đi ba. Kìa, con nói đi, con đang ở đâu vậy? Con xin lỗi ba. Khanh à, con hãy bình tĩnh đi. Con nghe ba nói nè, đừng trốn nữa con. Con đi gặp Kiệt đi, Kiệt có thể giúp cho con. Ba má và cả nhà luôn tin là con vô tội và luôn thương yêu con mà. Con yên tâm, mọi người sẽ giúp con. Đừng trốn nữa mà con. Cho em nói chuyện với con một chút. Khanh à, mẹ đây. Mẹ. Đừng trốn nữa. Mẹ không muốn mất con đâu. Con hứa với mẹ là đừng trốn đâu nha con. Con hứa với mẹ. Con hứa với mẹ. Mẹ, con siêu lòng rồi sao? Tụi con đã từng là bạn rất thân với nhau, thân như chị em trong một nhà vậy. Có người thì ganh đua với con, nhưng mà Khanh thì không. Thật đáng thất vọng. Con đã quên là những kẻ đó đã gây ra chuyện gì rồi sao? Con nghĩ lại đi. Trời, có sao đâu. Cái đường này mấy đứa bạn trong trường mình đi quá trời luôn á. Với lại cái đường này tiết kiệm được 15 phút luôn. Nhưng mà thôi, chạy như bình thường á, chạy hơn 15 phút mà an toàn hơn, đúng không? Chán chị ba em quá nhóc Minh. Tưởng sợ cái gì, phải sợ cái đường vắng. Nhưng mà đường vắng đi hả? Ghê thiệt chứ bộ. Chán hai chị em luôn á. Đứng lại, đứng im. Cô Giang, đứng đi, xuống xe coi. Lẹ lên. Từ từ. À,
đừng có chỉ dao vô. Từ từ để người ta đưa tiền cho. Nè đây mày. Từ từ. Nhanh lên. Đây nè. Đây. Cướp. Bắt người ta ăn cướp. Đưa tiền lẹ lên. Lẹ. Sao vậy? Chạy lại công an kìa. Đứng lại. Giữ xe giùm chị, nhanh lên. Em có sao vậy Minh? Tay em có đau không? Chân em có làm sao không? Hai con có biết bạn đó không? Dạ con không biết. Ba mẹ tụi con đâu rồi? Dạ mẹ con tới rồi kìa. Các con. Dạ mẹ. Dạ. Các con có sao không? Còn một đứa nữa tên là Thiên Lam. Hai đứa có sao không? Các bác sĩ nói cháu bé không có sao. Không sợ, không có gì phải sợ nữa hết nghe con. Làm đâu con? Y tá ra kìa. Ba Lan, mẹ con có sao không? Dạ con không sao hết. Vậy được rồi. Cô à, bé có sao không cô? Xin anh chị cứ yên tâm, cháu bị chảy xước ngoài da thôi. Dạ cảm ơn cô. Cô ơi cô, còn một người bạn của con nữa, bạn nó có sao không cô? Còn một đứa nữa hả? Cháu có sao không cô? Cháu bị gãy tay, chúng tôi sẽ phải phẫu thuật để bắt ốc. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với người nhà, mà cháu nhất định không chịu nói địa chỉ mà cứ đòi về, vì sợ mẹ biết sẽ lo lắng. Con có biết nhà bạn ở đâu không? Dạ không. Tụi con không biết gì bạn đó hết. Bạn đó thấy tụi con bị cướp cho nên vô cứu tụi con thôi à bác. À cô ơi, cho tôi vô thăm cháu được không? Dạ được. Dạ. Con đứng ở đây nha. Dạ. Dạ cháu đây ạ. Hân. Con. Con có đau lắm không? Cái gì? Con nằm nghỉ đi nghe, chúng ba quay lại. Nè, em à, em hãy nghe nói cái đã. Buông tôi ra. Anh Giang, có còn với người đàn bà khác, tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Em hãy nghe nói trước cái đã. Tôi không cần nghe nói nữa. Đi con. Ba. Nè, con. Em à, có gì về nhà nói đi em. Chị bình tĩnh đi mà, có gì mình từ từ tìm cách giải quyết. Đi. Em. Ba, nè. Sao vậy mẹ? Em, bình tĩnh đi. Anh mà không buông tay, tôi sẽ kể hết chuyện xấu của anh ra trước mặt tụi nhỏ đó. Đi. Ba, ba. Anh cầm giùm em, em sẽ chạy theo chị ấy, các anh yên tâm. Anh Trường, có chuyện gì vậy anh? Đứa bé trong đó chính là con Hưng anh à? Hả? Mình đi đâu vậy mẹ? Mẹ, mẹ. Ê, đi nha. Con à, dạ. Con có sao không? Đi theo mẹ. Mẹ ơi, mình đang đi đâu vậy mẹ? Tại sao mình phải đi? Mẹ. Mẹ. Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ. Tại sao mình lại phải đi? Mẹ. Chị Ngân. Chị sao vậy chị? Chị Ngân, chị sao vậy? Cô Thanh. Chị à, bình tĩnh đi chị. Tôi hy vọng vợ tôi với em gái của anh có thể khuyên được chị Ngân lôi vợ chồng anh vào chuyện này. Thật lòng tôi thấy phiền anh quá. Trời, bạn bè với nhau mà, anh không cần để ý mấy chuyện đó đâu. Chuyện bây giờ anh nên nghĩ là làm sao giải quyết mọi chuyện cho vẹn toàn cả hai bên kìa. À, tôi có ý kiến này, anh nghe thử xem có được không? Anh nói đi. Bây giờ anh đưa cháu Hân đi du học và lo cho chị Hồng đi theo dạng giám hộ. Chuyện chị Hồng và cháu Hân đi xa sẽ giúp anh dễ thuyết phục chị Ngân hơn, mà chuyện du học sẽ tốt hơn cho tương lai của cháu Hân
nên chắc là chị Hồng cũng sẽ đồng ý. Như vậy sẽ vẹn toàn cả đôi bên. Dạ thưa anh, con vụ đến tìm. Nói là tôi không có ở nhà. Dạ, em có nói với ảnh rồi, nhưng mà ảnh cứ đứng ở ngoài hoài không chịu về. Thôi anh à, bây giờ anh em mình gặp ảnh một chút đi, cũng đâu tránh mặt hoài được. Anh đợi một chút. Alo, công an phường phải không? Tôi đang cần sự giúp đỡ. Có người đàn ông lạ mặt đang làng vảng trước nhà tôi, đang nghi ngờ lắm. Và nhờ mấy anh xuống giúp dùm. Dạ, số 12 Trần Hưng Đạo à. Dạ dạ. Dạ, cảm ơn anh. Anh à, anh làm như vậy có hơi quá không? Anh Phong à, khi chúng ta cho anh ta nghỉ, mình đã trả tiền đầy đủ sòng phẳng rồi, đâu còn nợ nần gì anh ta. Chúng ta đâu phải ngân hàng, hãy ta cần tiền thì đến rút như vậy. Thôi được rồi, cứ làm theo ý anh đi. Chị Hai, không cần phải nói gì nữa đâu. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ ly dị với anh Hai của cô. Tôi Ngân đây, đặt cho tôi 2 vé đi Đà Lạt chiều nay, mang tới nhà cho tôi nha. Chị à, chị bỏ đi như vậy thì đâu giải quyết được chuyện gì. Con người của tôi rộng lượng lắm, nếu như tôi ở đây mà khiến cho anh cô không đến được với người đàn bà kia thì tôi sẽ đi, để hai người có thể tự do mà đến với nhau chứ. Chị Hai à, chị nghe em nói nè, trước khi hai người cưới nhau á thì anh Hai đã quen biết với chị Hồng rồi, mà họ đã từng yêu nhau say đắm, nhưng mà ba má không có đồng ý, rồi ba má mới tìm cách á là chia rẽ họ. Chị không để ý thấy bé Hân lớn tuổi bé Lam hay sao? Vậy thì sao? Anh Hai của cô á đã cưới tôi thì anh ấy chỉ có một người vợ duy nhất là tôi thôi. Vậy mà họ lén lút quan hệ sau lưng tôi, vậy là họ sai. Chị Ngân à, mọi chuyện không hề như chị nghĩ đâu. Sau khi biết anh Trường đã cưới vợ, chị Hồng đã bỏ đi nơi khác rồi mà. Và anh Trường cũng mới gặp chị ấy và bé hơn 2-3 năm nay thôi. Ảnh lui tới là vì trách nhiệm làm cha, chứ ảnh và chị Hồng không còn gì nữa đâu. Tôi không cần biết ai đến trước, ai đến sau. Anh ấy đã cưới tôi thì tôi là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời của ảnh. Chị à, nhưng anh Hai á, ảnh đâu có liên hệ tình cảm gì với chị Hồng nữa đâu. Anh chỉ muốn á, ừ thì là muốn có trách nhiệm với bé Hân thôi mà. Nếu như tôi đã là người vợ duy nhất của ảnh thì ảnh cũng chỉ có một đứa con duy nhất và phải có trách nhiệm với nó. Đó là con Lam. Chị à, sao chị nói như vậy được chứ? Tôi nói vậy đó. Anh Hai của cô muốn tôi và con gái của tôi tiếp tục ở lại căn nhà này thì phải chấm dứt gặp gỡ với người đàn bà đó và cắt đứt mọi liên hệ với mẹ con bà ta. Mẹ. Con à. Lam, con dọn hành lý đi. Chiều nay mẹ con mình dọn về nhà ngoại sống. Từ nay mẹ con mình không sống trong căn nhà này nữa. Chị à. Đừng Lam. Mẹ, mình không đi được không mẹ? Đúng rồi đó chị. Bây giờ con có đi hay không? Hay là con muốn mẹ bỏ con ở đây? Dạ, mình đi chung với ba, được không mẹ? Đừng nhắc ba con nữa. Ba con đã có đứa con gái khác rồi, ba con không cần con đâu. Không, không phải như vậy đâu. Ba rất là thương con. Chắc chắn là ba không bỏ con đi đâu. Đúng vậy. Ba. Ba lúc nào cũng rất thương con. Và sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Dạ. Để ba nói chuyện với mẹ con. Dạ. Tôi không có chuyện gì để nói với ông hết á. Lam, con qua đây. Con muốn ở nhà với ba à. Con muốn ở lại đây với ba đúng không? Vậy thì mẹ sẽ bỏ mặt con luôn. Em đừng vì chuyện quá khứ mà phá nát gia đình hiện tại của mình. Người mà anh lui tới chăm sóc 2-3 năm nay, vậy mà gọi là quá khứ hả? Có phải
Nếu như bây giờ anh không luôn tới bên đó thì em sẽ không bỏ đi đúng không? Anh thôi đi, anh đừng ở đó mà tìm cách quản binh nữa. Anh không quản binh, anh quý trọng gia đình mình và đang tìm cách níu giữ nó. Nhưng mà chỉ một mình anh thì anh không thể làm được. Mẹ, hay là mình đừng có đi đâu nha mẹ. Phải đó chị Hai à, đừng để gia đình của mình phải tan đàn xẻ nghé chị Hai à. Chị à, cứ coi như dì cháu Lam đi, nghe chị Ngân. Giờ anh đã biết chuyện này rồi phải không? Tốt nhất là sau ngày hôm nay anh đừng có lui tới với má con tôi nữa. Tôi không muốn làm con Hân nó tổn thương đâu. Dì con, anh muốn một đề nghị. Anh nói đi. Sắp tới anh phong anh cho con anh đi Mỹ học. Anh muốn là con mình cũng qua bển học. Nhưng mà con nó còn nhỏ quá, tôi không thể yên tâm để nó đi xa như vậy. Anh cũng sẽ lo cho em qua đó để chăm sóc cho nó học hành. Anh cũng biết vì sao tôi bỏ đi lâu như vậy rồi vẫn quay trở về mà. Để chăm sóc cho nó học hành. Nhưng mà tôi không thể đi đâu được trong lúc này. Anh Hai, em cứ tưởng là lần này anh Hai sẽ nhức đầu. Ai ngờ chỉ trong một ngày thôi mà êm xuôi hết mọi chuyện. Ừ, anh Hai đúng là số một. Cô thiệt tình, phụ nữ gì mà ăn nói bạo quá vậy. Thôi, xuống phụ chị Hai nấu bếp đi. Dạ thôi, anh cho tôi can đi. Lâu lâu tôi mới được về đây nghỉ. Tôi muốn ăn những món ngon do chính tay nhỏ em tôi nó nấu. Chứ tôi không có muốn ăn mấy cái thức ăn mà nấu cho cá đâu. Tội nghiệp chưa, ngồi canh nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hội để nó móc tôi rồi. Ai móc méo gì, sự thật sao nói vậy thôi. Thôi anh à, mình phải có phong độ đàn ông một chút chứ. Người ta đòi bình đẳng với nam giới, mấy cái chuyện phong độ ga lăng á người ta không có cần đâu. Anh Hai, đến giờ thì em mới hiểu. Hiểu cái gì? Hiểu tại sao mà người ta đã đến từng tuổi này rồi mà không ai thèm ngó. Hay nói chính xác hơn là ế đó anh. Rồi sẽ có một ngày em sẽ đem cái nhân vật đặc biệt này nè vào trong kịch bản của em đó. Dương Ba nè, chắc có ngày á tôi cũng sẽ đưa cái nhân vật đặc biệt vừa phát triển này nè đến khoa tim của tôi, để cho các bác sĩ á hội chẩn coi tim của người ta coi có vấn đề gì không. Gặp ai cũng yêu ông mà cuối cùng lắm mối tối nằm không ông. Thôi, tôi can hai người, thế mà cứ gặp mặt á là gây lộn. Anh à, mình đi đón mấy đứa nhỏ đi, muộn rồi. Chứ ngồi ở đây hả, nhức đầu lắm anh. À, ý kiến hay đó. Thôi đi, hai người tiếp tục đi nha. Đi anh. Chị Thanh. Dạ. Có cần tôi phụ giúp gì không? Không cần đâu chị, xong hết rồi. Còn làm á, lúc nào cũng thích món mà bác Thanh nấu hết trơn á. Ở nhà mà tôi nấu món gì á, nó cũng chê này chê nọ hết à. Dạ không có đâu, tại vì có bạn bè đông vui cho nên nó ăn nhiều hơn vậy mà. Thôi, ở dưới bếp nóng lắm, chị ra ngoài nói chuyện với anh Trường và mọi người đi. Thôi, tôi ra ngoài nha. Dạ. Anh kéo tôi ra đây có chuyện gì muốn nói phải không?
Mấy đứa nhỏ hôm nay nó tự về mà. Vậy anh đã nói chuyện với chị Hồng chưa? Sao vậy? Chiều qua tôi đã đến gặp, nhưng mà má của Hồng đã bị bệnh nặng, cô ấy không thể bỏ đi đâu. Thử hỏi, hoàn cảnh đang như vậy thì làm sao có thể ép mẹ con họ đi đâu trong lúc này đây? Vậy có lẽ là phải tìm cách quản binh sao cho chị Ngân hài lòng. Nếu không thì sẽ lớn chuyện đó. Còn hơn một tuần nữa là nghỉ hè rồi, chắc là phải nhờ chị Thanh với mấy đứa nhỏ ở bên nhà giúp mẹ con bà ấy đi du lịch một phen. Có lẽ trước mắt cũng đành tính vậy thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Vậy bây giờ mình tranh thủ qua công ty du lịch lấy thử xem một số tour để cho vợ tôi và chị Ngân tham khảo. Đi. Nếu như ông không giải quyết được thì tôi sẽ thay ông giải quyết. Tính tiền đi. Dạ. Dạ của chú 3.000. Dạ cảm ơn chú. Coi chừng trúng tay đó nha con. Dạ. Con. Tôi chào ba. Hân, có quà cho con nè. Không được gọi bác như vậy. Kệ nó, nó còn nít mà. Con gọi lại đi. Dạ, con cảm ơn bác. Cha, gia đình nhỏ thiệt là hạnh phúc quá ha. Có gì về nhà nói đi. Sao, chẳng phải đây cũng là nhà của anh sao? Tôi nói lại, có gì về nhà nói đi. Tôi không về. Tôi muốn nói chuyện tại đây. Tôi muốn giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Nếu như anh không giải quyết được thì tôi đây sẽ giúp anh giải quyết vậy. Hân à, con vô nhà học bài đi. Dạ. Làm chuyện xấu xa không dám để con cái biết hả? Tôi thấy là tôi chưa bao giờ gây phiền phức cho gia đình anh. Vì vậy tôi nghĩ anh sẽ biết cách giải quyết chuyện này. Muốn giải quyết hả? Cách giải quyết là con người trơ trẽ như cô. Hãy đem đứa con quan đó biến khỏi nơi này và tránh xa gia đình tôi ra càng xa càng tốt. Thôi đủ rồi, đi về. Theo tôi về nha. Tôi không về. Hôm nay tôi phải làm rõ mọi chuyện ở đây. Tôi phải bắt cái kẻ trơ trẽ này cùng với đứa con quan kia tránh xa gia đình tôi ra. Tôi sẽ cho cô một số tiền lớn để cô sống sung sướng. Nếu tôi không đi thì sao? Cô đừng cố níu kéo nữa. Anh Trường sẽ không bao giờ chọn cô và đứa con quan của cô đâu. Có phải anh đã đến đây và đề nghị đưa mẹ con cô đi ra nước ngoài đúng không? Anh làm như vậy là vì anh đã hứa với tôi đuổi má con cô đi ra khỏi đây. Bà, tôi nói con nghe không? Về nhà nói chuyện đi. Buông ra. Tôi nói lại lần cuối cùng, giữa tôi và anh Trường đã không còn quan hệ gì nữa. Tôi cũng đã yêu cầu anh ấy từ nay chấm dứt qua lại rồi. Vì vậy cô hãy yên tâm mà về đi, và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Tôi chỉ yên tâm và sẽ không bao giờ quay trở lại đây, trừ phi cô và đứa con quan kia bước ra khỏi đây. Tốt nhất là cô hãy rời khỏi đây trước khi tôi phải đuổi cô. Tôi nói cho cô biết, khi tôi còn để cho cô tự nguyện ra đi thì cô hãy ngoan ngoãn. Đừng để tôi phải ra tay thì mọi chuyện sẽ không nhẹ nhàng chút nào đâu. Tôi cho cô một tuần để thu xếp đó. Tôi sẽ tiếp tục ở lại đây và chờ coi cô sẽ làm gì được tôi. Còn bây giờ cô hãy ra khỏi đây đi. Cô sẽ phải hối hận vì đã thách thức tôi. Nè, thôi đủ rồi, về nhà chưa? Tôi không về. Sao, anh muốn tôi về hả? Vậy thì anh hãy nói với người đàn bà này sẽ không bao giờ đếm xỉa đến mẹ con cô ta nữa, thì tôi sẽ về liền. Ba ơi, ba đừng bỏ con đi nha ba. Con hứa là từ giờ về sau con không gọi ba là ba nữa đâu.
Nhưng ba. Hân. Dạ. Qua đây con. Mày có nghe mẹ mày kêu không? Mày nghe không? À. Thôi mà. Thôi đi. Nó chỉ là đứa con nít thôi mà. Con nít gì nó? Mày buông ra không? Hả? Hân. 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 Sao không con? Hân à. Con. Hân. Đâu? Hân. Sao không con? Đi đi. Chạy lên. Bác sĩ à. Chào anh. Tình trạng của bé Hân sao rồi? Nếu từ đây đến tối mà có thể hạ sốt thì mọi chuyện sẽ không đáng ngại nữa. Vậy trong tình trạng xấu nhất sẽ ra sao bác sĩ? Tỷ lệ biến chứng nặng ở những ca như vậy vô cùng thấp. Gia đình đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Chúng tôi nhất định sẽ cố chữa trị cho cháu. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chào anh. Anh có mua sẵn thức ăn và trái cây cho con. Khi nào nó tỉnh lại có mà ăn. Anh cũng mua một phần cho em nè. Em ăn đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả những gì hôm nay anh đã làm. Nhưng đến đây là đủ rồi. Sau này chuyện của con sẽ do tôi tự lo. Tại sao em lại nói vậy? Tôi thực sự hối hận vì đã cho anh cơ hội để nhận lại con. Em nói cái gì vậy? Tôi nói là 15 năm trước anh đã vì người đàn bà đó mà ruồng rẫy mẹ con tôi. Vậy mà tôi vẫn mềm lòng cho anh cơ hội. Để rồi bây giờ cho con đi du học rồi lo cho tôi đi theo. Thì ra không phải là thương mẹ con tôi, mà là muốn tìm cách dứt bỏ mẹ con tôi để chiều lòng người đàn bà đó. Không, mọi chuyện không phải vậy đâu. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào của anh nữa. Tốt nhất là anh hãy về đi. Đừng để cho con nó phải nhìn thấy hay là nghe thấy những gì có thể khiến nó phải tổn thương mãi mãi. Thôi được rồi. Để giờ hôm bé Hân nó tỉnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Còn bây giờ anh sẽ ở lại cho đến khi nào con nó xuất viện. Nếu như em không thích sự có mặt của anh ở đây thì anh ra ngoài vậy. Chị đừng nói nữa. Trong vòng 30 phút mà anh ta không về nói chuyện rõ ràng, tôi sẽ không để yên như lần trước đâu. Chị bình tĩnh lại có được không? Tôi đã bình tĩnh lắm rồi, cho nên mới ngồi đây chờ anh ta về để nói chuyện. Nếu mà anh ta không về, tôi sẽ đem con Lam đi theo. Chị à. Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe gì nữa đâu. Chào chị. Anh ta đâu rồi? Anh ta đã quyết định bỏ gia đình, bỏ mẹ con tôi để đi theo người đàn bà kia rồi, có đúng không? Chị Ngân à, chị có thể bình tĩnh để nghe tôi nói mấy câu có được không? Mọi người nói lời nào ra cũng chỉ để binh vực cho anh ta thôi. Chị cho rằng là tôi sai, tôi không muốn nghe gì nữa hết. Chị biết không, những hành động của chị không chỉ là ghen tuông mù quáng mà còn là rất ích kỷ và không biết thương chồng. Anh sao lại nói vậy chứ? Anh Trường và chị Hồng bây giờ chỉ đơn giản là hai người bạn. Chị ghen tuông chỉ cho nó mệt. Chị bắt anh Trường không được nhận, bỏ mặc đứa con của mình. Chị có biết là anh Trường đau lòng như thế nào không? Chuyện này ấy, vốn rất dễ giải quyết. Tại sao chị phải làm mọi chuyện náo loạn lên vậy? Chị hai à, từ đầu đến cuối anh hai luôn chọn chị, luôn vì chị mà anh hai có lỗi với chị Hồng và bé Hân. Chị hiểu cho ảnh, đừng làm khó ảnh nữa chị. Phải đó chị Ngân à. Mọi người làm nhiều chuyện như vậy, nói nhiều như vậy, cũng chỉ vì muốn giúp chị giữ gìn cái gia đình của chị mà thôi, chứ không binh vực gì anh Trường đâu. Dạ, thưa chị gọi tôi. Ai đã cứu chú khi chú nằm thoi thóp bị chém ở ngoài đường, chú còn nhớ không? Dạ, cả đời này không thể nào tôi quên được ơn của chị. Vậy thì chú hãy đền ơn tôi đi. Dạ. Chị muốn tôi phải làm gì ạ? Tôi muốn con đàn bà đó, nó phải hối hận vì đã dám thách thức tôi.
Nè, con ăn đi. Nóng hả con? Bữa nay mẹ con bận nên tới trễ, để bác chăm sóc cho con nghe. Bác, bác ở đây suốt có đúng không? Lần nào tỉnh dậy con cũng nghe tiếng bác hết. Con nghe tiếng bác hả? Dạ. Vậy là bác ồn ào quá đúng không? Con sao vậy? Con có thể hỏi bác một chuyện được không? Con cứ hỏi đi. Bác có phải là ba của con không? Bác xin lỗi. Bác đây cũng rất muốn có một đứa con gái như con vậy. Nhưng rất tiếc, bác không phải là ba của con. Bác xin lỗi. Bác luôn muốn làm điều tốt nhất cho con, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể như ý mình. Hãy tha thứ cho ba vì những thiệt thòi mà con đã phải gánh chịu. Con à, tuy bác không phải là ba của con, nhưng lúc nào bác cũng yêu thương con, cũng như là con của bác vậy. Con hãy tin như vậy. Bác, bác cho con gọi bác là ba một lần thôi. Bác, một lần này thôi. Bác. Alo. Alo, ông làm trường phải không? Đúng rồi. Vợ bé của ông đang nằm trong tay chúng tôi. Chuẩn bị 500 cây vàng để chuộc bà về đi. Alo. 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 Gọi điện để kiểm tra phải không? Nếu thật sự mấy người đã bắt cóc cô ấy, hãy cho tôi nói chuyện với cô ấy đi. Chuẩn bị vàng đi. Rồi tôi. Alo. 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 Anh Phong hả? Có chuyện không hay rồi. Tôi nhờ anh giúp tôi một chuyện. Đâu gọi lại? Tôi nghe đây. Tôi đã chuẩn bị vàng rồi. Tốt lắm. Một tiếng nữa đem túi vàng đến công viên thành phố. Sẽ có người đợi ông ở đó. Mà nhớ, nếu thấy bóng dáng công an thì ông chuẩn bị nhận xác vợ bé ông về đi. Ông nghe rõ chưa? Anh, tụi nó nói sao? Bọn chúng hẹn một tiếng đồng hồ nữa ra công viên thành phố gặp bọn chúng. Mà nè, anh ở đây canh chừng bọn nhỏ giùm tôi ghé về công ty lấy vàng rồi ra đó. Anh ơi, không được đâu, phải báo công an thôi. Bởi vì chúng ta làm sao mà biết được bọn chúng nhận vàng rồi sẽ giữ lời thả người hay không. Không được, bọn chúng đã hâm dọa. Nếu mà báo công an á, nó giết cô ấy. Tôi không muốn mạo hiểm đâu. Nhưng mà anh Phong à, tuyệt đối không báo công an nghe. Trời. Alo, cô Liên hả? Cô lập tức vào ngay bệnh viện coi chừng bé Hân cho tôi. Ừ.
Ê thằng già, vụ dỗ vợ tao hả? Tao nói cho đàng hoàng nghe, tôi đâu có làm gì đâu. Con đâu, lộn mày. Con đó là vụ dỗ. Vụ dỗ. Thằng cướp, thằng cướp bà con ơi. Có người. Thằng cướp. Anh cướp bà con ơi. Mày dọn nó đi. Để nó coi. Để tôi. Để anh cướp. Cướp. Con lấy cái cú rồi. Anh cướp. Cướp. Chạy đi. Anh Trường, anh sao rồi? Anh cướp kìa. Bà con ngàn, bà con ngàn đi. Anh đã bị sao không? Kể tên. Anh hát. Anh Trường. Vô đi anh. Rồi giờ đại ca nói sao? Đưa bà Cam luôn. Cần dữ à. Cái đó tao không biết. Người thuê đại ca là người ta yêu cầu vậy mà. Như vậy là trả thù hả? Chắc vậy á. Cái này thù tình thù tiền, đốt nhà giết cha hay sao mà làm căng dữ vậy? Mày nhiều chuyện quá. Lén hồi xe tới á thì đem cái thùng này lên xe thôi. Thù hay không không biết. Hai thằng cha tới mướn đại ca á, nhìn mảnh lắm á. Đừng có phí sức, bà không có thoát đâu. An phận của mình đi. Bà có trách á thì trách kẻ nào bà đã đắc tội á. Còn tụi tôi làm thuê thôi. Vậy sao chuyển đi? Cho liều thuốc mê là xong chứ gì. Đi. Kêu bà đi. Bà chủ ơi. Ăn gì? Mày bị điên hay sao mà đem con gái già này qua đây? Bà muốn làm gì bà làm. Hàng tặng đó. Đại ca nói bà giữ cho kỹ. Ừ. Để nó thoát về Việt Nam á, ông đốt động của bà luôn đó. Thôi được rồi, để nó đi, tao xử cho. Hy vọng là sẽ tìm được chị ấy. Cả tuần lễ rồi, chỉ sợ là... Không sao đâu anh. Anh à, sao rồi Dương Ba? Anh Trường, sao rồi các anh? Vẫn không có tin tức gì sao anh? Công an họ nói họ vẫn đang tích cực điều tra, nhưng họ cũng yêu cầu chúng ta chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Có thể sẽ không có hy vọng gì nhiều đâu. Vậy bây giờ mình phải tính sao đây? Chắc là phải đến lúc anh đi nói chuyện với con nhỏ rồi. Thì ra con là đứa có máu dân chương dữ gì đó chứ. Giống cô đó. Nè,
Cô hứa với con nghe, lần sau mà cô có đến thăm con á, cô sẽ đem nhiều sách báo để cho con đọc, được không? Tôi cảm ơn cô. Mà nè, dạ, con á, có muốn viết lách gì đó thì cứ mạnh tay mà viết, rồi đưa cô đọc, cô sẽ cứ biết cho con nha. Dạ. Chà, hai cô cháu nói chuyện vui quá ha. Tay bác bị sao vậy? Không sao, bác chỉ sơ ý bị té thôi mà. Anh à. Cô à, cô ra ngoài mua giùm tôi một ít trái cây đi. Cô đi nha. Dạ. Bác vừa mới gặp bác sĩ, bác sĩ nói sức khỏe con đã tốt rồi, tình trạng ổn, nên chắc là ngày mai con sẽ được xuất viện. Thì khá bác. Vậy là mẹ con đỡ phải chạy vô chạy ra lo cho con rồi. Ngày mai khi xuất viện, con sẽ không về nhà, mà sẽ đến ở nhà một người bạn của bác. Ồ, sao vậy bác? Mẹ con. Mẹ con, có phải mẹ con xảy ra chuyện gì không bác? Mẹ con bị bác khóc rồi. Dạ. Bác đã đưa tiền chuộc rồi, nhưng mà không liên lạc được với tụi bác khóc, cho nên không có tin tức gì của mẹ con cả. Bác biết là con sẽ rất sốc, nhưng con hãy kiên cường lên. Nhất định mẹ con sẽ quay trở về. Nhất định rồi mẹ con sẽ quay trở về. Các con à. Dạ. Sắp tới nhà mình sẽ có thêm một thành viên mới. Ba hy vọng tụi con sẽ giúp thành viên mới này nhanh chóng cảm thấy đây chính là ngôi nhà của mình. Dạ. Ba ơi, mẹ có em bé hả ba? Không phải, cô bé Hân hôm trước là con của một người bạn của ba mẹ. Trùng hợp là bác ấy vừa gặp tai nạn và bị mất tích, cho nên tạm thời Hân sẽ đến ở với chúng ta. À, thì ra là như vậy. Hèn chi hôm bữa con đưa Lam với Khanh tới thăm mà Hân không chịu dậy gặp mặt. Các con biết không, bé Hân đang chịu một cú sốc rất lớn vì phải xa cách người mẹ thân yêu của mình. Cho nên Hân khi đến đây, ba muốn tụi con hãy quan tâm và giúp đỡ cho Hân như những người thân của mình, để Hân cảm thấy ấm áp của tình thân, gia đình, hiểu không? Ba yên tâm đi, tụi con biết phải làm gì mà. Dạ, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho Hân. Còn con hả, thì con sẽ chia một nửa cái giường của con cho chị Hân. Giỏi lắm, con ngoan lắm, ngoan lắm. Mà ba nè, khi nào Hân mới tới nhà mình vậy ba? Ngày mai. Ngày mai các con à. Anh mà đem đứa con Quang đó về đây thì tôi với con Lam lập tức sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Anh đâu có đem con nhỏ về đây. Anh để nó ở bên nhà của anh Phong thì khác gì đem nó về đây. Vậy em muốn anh phải làm sao? Quăng con nhỏ ra đường mặc kệ cho nó sống chết à? Nó còn bên ngoại nữa mà. Bà ngoại nó già yếu rồi, phải sống nhờ bên nhà vợ chồng cậu Út. Mà vợ cậu Út đang cai nghiện, làm sao con nhỏ sống ở bên đó được? Đây có phải là một âm mưu không? Đầu tiên là đứa con, sau này là mẹ của nó bước vô căn nhà này hả? Nếu như trong lòng em, anh là một thằng chồng tồi tệ như vậy thì không còn gì để mà nói nữa. Anh đừng có mà kiếm cớ bỏ đi là xong. Chuyện này nhất định là phải giải quyết ngay tại đây. Em và Lam là gia đình của anh, là những người mà anh yêu thương nhất. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng không phải vì vậy mà anh có thể mù quáng làm tất cả mọi chuyện theo ý của em. Hơn nó là con của anh, em không có quyền cấm anh yêu thương và lo lắng cho nó. Vậy là anh đã quyết định chọn nó rồi đúng không? Sự lựa chọn bây giờ không phải là anh, mà chính là em. Em hãy suy nghĩ lựa chọn giữ gìn mái ấm này hay là ra đi. Và nhắc cho em nhớ, một khi mà em dẫn con ra đi
thì sẽ có một người khác bước vào gia đình này và trở thành chủ nhân của nó. Chỉ còn là thời gian thôi. Anh, mẹ Thiền Lam à, bây giờ mẹ không còn gì hết, mẹ chỉ còn có một mình con thôi. Ba con không cần mẹ nữa, và sắp tới ba con cũng sẽ không cần con nữa đâu. Không phải như vậy đâu, ba rất là thương con. Đó là khi đứa con Quang nó chưa về đây. Bây giờ nó đã về đây rồi thì nó sẽ cướp ba của con đi. Không, không phải như vậy. Không ai được cướp ba của con hết. Con sẽ không để cho nó làm chuyện đó đâu. Con sẽ đi nói với bác Phong, không cho nó sống ở đó. Con sẽ nói với anh Khang, nói với Khanh, với kể cả Nhóc Minh, không chơi với nó nữa. Lam à, Lam, Lam. Nếu anh Khang và Khanh còn chơi với đứa con Quang đó thì em sẽ không chơi với hai người nữa. Lam, em nói chuyện gì kỳ vậy? Sao lại gọi hơn như vậy? Đúng rồi đó, hai người không có biết cái gì hết á. Nó sẽ cướp mất ba của em, rồi nó sẽ khiến cho ba của em không thương em nữa. Em suy nghĩ đi đâu vậy Lam? Bác Trường á sẽ luôn yêu thương em, rồi không có chuyện mà bác Trường thương hơn rồi không thương em đâu. Ừ, đúng rồi đó. Làm sao mà Hân có thể cướp bác Trường của Lam được? Với lại Hân là người tốt mà. Hôm bữa Hân còn cứu mình với Lam, Lam nhớ không? Vậy là hai người giữ quyết định chơi với con nhỏ đó, đúng không? Lam, hai người đừng nói nữa, em giận hai người luôn. Từ nay hai người đừng có lại gần em nữa nghe chưa? Lam à, Lam. Thôi kệ nó đi, bây giờ em có đuổi theo nó, nó không muốn nghe đâu. Nhưng mà vậy là thay vì đưa Hân về ở với mình, bác Trường đã gửi Hân cho gia đình tôi chăm sóc. Cũng từ đó bác Hân không qua lại nhà tôi nữa. Mời ba mẹ ăn cơm. Ừ, ăn đi các con. Dạ. Các con ăn đi. Nhắc cho em ăn nha. Đi con. Nè. Dạ. Ăn đi con. Ờ, dạ con cảm ơn bác. Nè, con ăn đi. Dạ, con cảm ơn. Ôi dạ. Dạ con xin lỗi. Không sao, không sao đâu con. Con bình tĩnh, bình tĩnh. Lấy khăn cho em đi con. Dạ. Đây lau cho. Con ăn đi. Dạ, cảm ơn. Thôi, các con ăn tiếp đi.
bản thiết kế này. Dạ cảm ơn. Nếu vậy tôi sẽ soạn bản hợp đồng này sẵn để chúng ta có thể bàn chi tiết hơn về mọi chuyện. Cuối tháng 4 này á, tôi có việc phải đi nước ngoài, mà công việc này phải xúc tiến càng nhanh càng tốt nha. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn ông. Thôi, tôi có việc cần phải làm. Rất cảm ơn các bạn. Xin chào. Dạ, xin chào. Dạ. Dạ, chào ông. Yeah. Hai em đúng là số 1 đó nha. Ông khách này á, nổi tiếng là khó tính. Vậy mà mới trình bày một lần thôi đã được duyệt rồi. Có thưởng không? Trời ơi, có cần á phải đồng thanh vậy không? Vậy có thưởng không đây? Nó nhiều quá nha. Thôi được rồi, buổi tối anh sẽ mời. Như vậy được chưa hai cô nương, chịu không? Không được, không được. Em gái nói nãy giờ thì không si nhê gì hết á. Người yêu mới nói cần cầu đồng ý liền à. Ôi, không được rồi. Thôi đi cô nương, muốn cái gì thì nói đại đi. Bày đặt này nọ. Vậy thêm một chọn trưa nữa nha. Nha. Dạ được. Chịu chưa? Yeah. Thiệt tình mà nói á, ai thích bạn gái với em gái hòa hợp, chứ tôi á thì thích hai người bất hòa với nhau. Coi bộ á, có người than thân trách phận kìa. Người yêu của người ta ai dám than đâu. Thôi mình về đi, còn nhiều chuyện phải làm lắm. Dạ. Dạ. Tuân lệnh. Anh nói thiệt đó nha, nếu không phải hai người là hai gương mặt khác nhau á, thì người ta nghĩ hai người là hai chị em sinh đôi đó. Vậy ngày mai á, mình mặc đồ giống nhau đi làm đi, để cho anh Khang nói mình là chị em sinh đôi luôn. Chơi luôn. Yeah. Bỏ tay với hai cô nương luôn đó. Thôi về. Ủa, Hương đâu Tuấn? Dạ, chưa về. Ờ, vậy hả? Dạ. Chào mọi người. Dạ, coi bộ nhìn hớn hở dữ ha. Vậy là khách hàng thông qua bản thiết kế rồi đúng không? Hai đứa tụi em ra tay mà. Ờ, còn cô nàng kia đâu rồi? Chắc vô vợ. Sếp ơi, như vậy bây giờ là chúng ta phải đi tung tăng ăn mừng. Một cái bữa nhẹ nhẹ để mừng cái vấn đề đỏ. Gì mà nhẹ nhẹ? Trời ơi, cái này là sếp bao mà, phải ăn một bữa nặng nặng mới được. Đúng vậy, vậy thì nặng nặng. Ây da, hai người cũng biết gài hàng tôi quá ha. Thôi được rồi, bao thì bao, đợi Hương về á rồi đi ăn lẩu luôn ha. Vậy bấy chứ mình đi ra đỏ luôn đi sếp, bởi vì Hương đang gặp ông Phước ở bên khách sạn đệ nhất rồi. Ủa, tại sao Hương lại đi gặp ông Phước? Thì ông ấy gọi điện thoại nói là cần gấp cái bản vẽ thiết kế trên giấy, yêu cầu Hương phải đem quá gấp cho ông ấy. Thôi chết rồi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà Khanh chạy đi dữ vậy? Anh cũng không biết nữa. Tự nhiên nghe nói Hương đi qua gặp ông Phước thì chạy như ma đuổi vậy đó. Thôi chết rồi, chuyện lớn rồi. Ông Phước trước giờ luôn có ý đồ xấu với Hương, bây giờ mà Hương đi gặp riêng ông ta chẳng khác nào dân mồi vô miệng cọp. À, đây nè, đợi anh với. Sếp ơi sếp, đợi em với. Cậu coi đặt vé đi, ngày mốt tôi bay. Dạ. Rồi, mau đi. Dạ. Dạ chào ông ạ. Chào anh. Dạ chào anh, em xin phép về trước. Con về đi. Chào em. Chúng ta lên phòng. Dạ. Khách sạn này là của công ty tôi. Chúng ta gặp nhau trên văn phòng, chứ không phải là phòng khách. Cô hiểu không? Nhưng mà tôi có một cái hồ sơ, định nhờ cô đem về cho ông Phong, được không? Dạ được ạ. Vậy thì đi. Dạ, đây là mẫu bản vẽ mà bên công ty cần. Cô gọi đi,
Dạ thưa ông, không biết là ông có muốn chuyển tài liệu gì cho tổng giám đốc không ạ? Từ từ thôi, cô ngồi xuống cái đã. Dạ cảm ơn ông, nhưng mà tôi phải về công ty làm việc nữa. Không lẽ bây giờ cô mất công mang cái bản vẽ để đến đây cho tôi? Rồi chẳng lẽ tôi không mời cô một ly nước được sao? Dạ. Gì đâu mắc cỡ. Ở đây không có nước ngọt và cũng không có nước suối nữa, chỉ có rượu. Dạ thưa ông, chắc là tôi không uống được vì tôi còn phải làm việc nữa. Trời đất ơi, có sao đâu, một ly thôi mà. Nè uống đi, có cái gì đâu mà uống không được, uống đi. Dạ không ạ. Nhấp môi thôi nè, uống đi. Nhấp môi chút. Dạ thôi ạ. Nè uống. Tôi không muốn ạ. Cô làm cái gì vậy? Tôi không có ý, tại tôi không muốn. Tôi không biết đâu, bây giờ cô nè, cô phải đợi cho tôi. Ông làm cái gì vậy? Cô đợi đi, làm đi. Ông làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Hồng quá. Buông tôi ra. Đồ dễ sợ hả? Tôi dám nó đâu. Đừng làm mà. Ông nghe chưa? Tại em thấy mặt ổng tội nghiệp quá, chứ không á, em để yên cho Hương quýnh ổng một trận nhừ tử rồi. Đúng rồi đó. Thôi nha, lần đầu cũng như lần cuối, không có được như vậy nữa. Có chuyện gì thì phải báo cho anh biết, để đàn ông con trai người ta giải quyết. Mấy em đừng có tự tung tự tác như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao? Em thấy mấy tên dơ sờm như vậy, bị trừng trị như vậy là thích đáng rồi. Út cưng đúng là út cưng, mở miệng ra câu nào là dễ cưng câu đó à. Vậy sao? Giờ út cưng muốn đi shopping cái gì? Ngày mai chị ba bao hết, suy nghĩ là mua gì đi nha. Qua, em cảm ơn chị ba. Mà chị ba với chị Hân nè, chuyện trừng trị mấy tên dơ sờm thích đáng á là chuyện của pháp luật. Còn nếu như mình thay pháp luật trừng trị á là mình cũng phạm pháp rồi. Đúng là em gái ngoan của anh. Giờ sao con nhỏ này? Giờ bên phe nào? Thôi, mình cho em nó ra rìa luôn đi. Hai chị thông cảm cho em đi, tại vì em gái của hai chị hay viết sách thiếu nhi nên tinh thần giáo dục luôn luôn được xếp lên hàng đầu. Nào. Xin chào. Chào cô. Dạ chào cô. Dạ con mời cô ăn tối. Cô ăn xong rồi, bây giờ cô về. Sao bữa nay có người không đi tới khám vậy? Dạ hôm nay con có việc bận, chắc là phải gọi điện thoại hẹn cô lại lần sau. Lúc đó cũng sẽ có câu trả lời nữa phải không? Dạ. Thôi cô về nha, hẹn dạ, gặp lại chào sau cô. Cô dạ, về chào ha. Cô. Con chào cô. Ủa, sao mọi người im lặng quá vậy? Phương Minh. Dạ. Có phải có chuyện gì đó mà anh chị cần phải biết đúng không? Dạ. Nhưng mà em nghĩ chuyện này nên được nói ở nhà, vì em cũng muốn ba mẹ được biết chuyện này. Thôi, ăn xong rồi kêu tính tiền đi về. Dạ. Nào, vô đi. Ê tụi bay, qua kia có nhậu quen nè. Rồi hả? Giờ sao đi Vũng Tàu chơi hả? Okay. Qua đó chơi. Đâu? Đi không đi, đi. Yeah. Giờ tới sáng luôn tụi bay. Ủa không phải bây giờ nó đang học bên Singapore sao? Chuyện gì vậy chị ba? Hình như là mọi người vừa nhìn thấy Lam. Bây giờ câu hỏi của em á là có nên nói cho bác biết hay không? Để nói cho, em mà nói mất công rắc rối với bác gái đó. Dạ. Cô Thảo có nói với con về một phương pháp phẫu thuật mới. Tỷ lệ thành công của phương pháp này là 50%. Nếu như con thất bại thì con sẽ không cảm nhận được những ánh sáng cuối cùng mà con đang cảm nhận. Con đã suy nghĩ rất nhiều. Con quyết định là con sẽ thử thực hiện phương pháp này.
sau khi làm lễ ra mắt sách, con quyết định sẽ nhập viện. Ba không đồng ý, ba phản đối. Chúng ta sẽ tìm một phương pháp nào đó ít tai biến hơn. Phải rồi. Thưa ba, đây là phương pháp có nhiều hy vọng nhất hiện giờ rồi. Chắc chắn là sẽ có phương pháp tốt hơn. Minh à, hay là để cả nhà trao đổi thêm với cô Thảo, rồi lúc đó mới quyết định sao? Đúng rồi đó, để mọi người đi tái khám chung với em, nghe cô Thảo phân tích kỹ càng rồi mới quyết định nha. Dạ, nếu cả nhà có gặp cô Thảo thì cô Thảo sẽ nói những điều mà em vừa nói thôi. Nhưng cả nhà muốn trực tiếp gặp bác sĩ để nghe bác sĩ giải thích, như vậy sẽ yên tâm hơn con à. Vậy có nghĩa là nếu cả nhà không yên tâm thì con sẽ không được phẫu thuật, đúng không ạ? Phải đó. Ba, con nghĩ là mọi người nên tôn trọng quyết định của em. Con im đi, con không có tư cách nói chuyện ở đây. Mình à, nếu không phải tại con thì em con đâu có bị như vậy. Mình, ba, chuyện năm đó chỉ là tai nạn thôi mà. Ba nói rồi, phương pháp đó độ tai biến quá cao, không có phẫu thuật gì hết. Khanh à, em không sao đâu. Em xin lỗi, nếu như em không mắc bệnh thì đã không làm cho ba tức giận đến như vậy rồi. Em không có lỗi gì hết á. Lỗi ở đây là mọi người đã không xử sự đúng với em. Khanh nói đúng đó, mọi người nên tôn trọng quyết định của em. Vậy là chị Hân ủng hộ em phải không? Ừ. Anh hai, còn anh thì sao? Chuyện này để anh lên nói với ba cái đã. Cảm ơn anh hai. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Chị cũng sẽ tôn trọng quyết định của em, nhưng mà nếu như em hứa với chị một chuyện. Chị ba yên tâm, em biết chị ba muốn em hứa cái gì mà. Dù cuộc phẫu thuật có thất bại, em cũng sẽ không bỏ cuộc. Nó đâu rồi? Bà biết nó đang ở đâu phải không? Nó nào? Ông muốn hỏi ai vậy? Thì đứa con cưng của bà đó, nó lại bỏ học về để chơi bời nữa phải không? Tôi nói cho bà biết, nếu nó bị đuổi học, tôi đuổi nó ra khỏi nhà, từ nó luôn đó. Dạ, dạ thưa ba, con mới về. Bây giờ đang là trong học kỳ, sao con lại về đây? Bị đuổi học rồi hả? Dạ không, con mới thi giữa kỳ xong, con được nghỉ mấy bữa nên tranh thủ ba về đây để chơi vui với em Minh, xong rồi con sẽ qua bển lại. Đứa con Quang đó, nó cũng biết cách đâm bị thóc chọc bị gạo ghê ha. Bà nói cái gì vậy? Sao tự nhiên lôi con Hân vào đây? Tối nay nó đã gặp con Lam ở ngoài đường, nếu như nó không đâm chọc thì làm sao ông về nhà kiếm chuyện một cách vô cớ với con như vậy? Con Hân nó không nói gì tôi hết, bà đừng có suy diễn lung tung. Nếu như mà nó có nói thì ông cũng bao che cho nó là không có nói thôi. Bà, biết ngay là con quỷ đó thế nào cũng đâm chọt với ba, nhất định con sẽ cho nó biết tay. Cô đó, lo thu xếp cái chuyện cô bị đuổi học trước đi. Thu xếp cái gì mẹ? Bây giờ chỉ cần mẹ cho con tiền đi qua trường khác học, thế là xong. Con cứ như vậy hoài thì biết bao giờ con mới trở về công ty phụ ba con đây? Con định để cho đứa con Quang đó nó lấy hết công ty của ba con sao? Mẹ yên tâm đi, con nhất định không để nó làm điều đó đâu. Nói không á thì không có ích gì hết á. Được rồi mà mẹ, mẹ yên tâm đi. Mẹ cho con chơi hết năm nay thôi, năm sau nhất định con sẽ dẹp loạn đứa con Hoang đó giùm mẹ. Cái gì đây? Mẹ cho con xin chìa khóa biệt thự với Dũng Tàu nha mẹ, đêm nay con xuống dưới đó chơi. Trời đất, nếu con đi như vậy á, ba con hỏi thì sao đây? Thì mẹ cứ tìm cách bao che như mấy lần trước chứ có gì đâu mẹ. Con này, mẹ cho con mượn chìa khóa đi,
Bây giờ mẹ không cho mượn chìa khóa là con xuống dưới con phá cửa. Tốn tiền sửa khóa cũng vậy à. Nha. Chìa khóa trong bàn trang điểm của mẹ đó. Con cảm ơn mẹ. Mẹ là số 1. Vậy ngoài đó nói với cậu không được rõ. Tối nay ba không tiếp khách. Cái gì? Đạp nó lại. Là ba hả? Bảo nó tới. Hôm nay ba này tao bao hết. Ai cũng được vô chơi hết, chữ chó và mấy thằng tên Bảo. Mày kiếm chuyện lộn người rồi đó. Lộn hả? Nhã, lúc tao đi tụi nó ở nhà ăn hiếp tụi mày dữ lắm phải không? Ừ, đúng rồi đó. Như vậy á là tao kiếm chuyện đúng chỗ chứ đâu có lộn chỗ. Có chuyện gì vậy chị Lam? Chị Lam không sao hết, nhưng có mấy thằng đến phá quán. Xin mời anh ra cho. Tao sẽ còn gặp mày. Dây. Thấy không? Mày là số 1. Minh, lấy tiền thưởng cho mỗi người 1.000. Riêng cái ông này 500 thôi. Ủa sao vậy chị Lâm? Ông làm quản lý có nhiều tiền rồi, nhường lại cho người khác đi. Lên nhà. Sao anh? Mày kêu người đi. Kỳ này tao không xử đẹp con Lam, tao không ra chơi nữa. Đi. Nghe nói mình nó muốn phẫu thuật mà anh không cho hả? Đừng nói với tôi là tụi nhỏ nhờ anh làm thuyết khách đó nghe. Anh sợ phẫu thuật thất bại con nhỏ sẽ bị sốc hả? Hay là anh sợ cái cảm giác đau đớn của 8 năm trước khi người ta thông báo với anh con nhỏ sẽ bị mất đi thị lực? Anh biết không, từ trước tới giờ tôi luôn ngưỡng mộ cách dạy con của anh. Khang, Khanh, Minh và cả Hân nữa, đứa nào cũng nên người. Trong khi tôi có một đứa mà giải hoài cũng không xong. Nhưng duy nhất có một chuyện của Phương Minh là tôi không phục anh. Tôi thừa nhận tôi bị ám ảnh về cuộc phẫu thuật của con nhỏ năm đó. Nhưng những gì tôi làm đều là vì con nhỏ hết. Nếu thật sự vì con nhỏ thì hãy tôn trọng quyết định của nó. Nhìn con nhỏ như vậy mà nó còn kiên cường hơn cả chúng ta. Nó đã chấp nhận tình trạng của nó và sống thật tốt. Trong khi người lớn thì cứ canh cánh nỗi ra trước trong lòng. Trong khi chuyện đó rõ ràng chỉ là một tai nạn không ai muốn xảy ra. Anh à, hình như câu chuyện này đang bị lạc hướng sang một hướng khác. Không lạc hướng đâu. Anh biết tôi đang muốn nói cái gì mà. Nè 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 nè, mấy người là dân làm ăn hay là dân chợ búa vậy hả? Dạ dạ thưa bác, thưa. Xin lỗi chị, có chuyện gì vậy? Ôi mẹ ơi, anh về rồi thì hay quá.
Chuyện gì? Sáng nay á, ba vợ của ông Phước chạy vô phòng chủ tịch lá hẹt ổng xóm và mặn vộn á, là ngày hôm qua Hương, chị Khánh và chị Hưng gài bày để làm nhục chồng bà. Bà ta nói ha, sẽ làm lớn chuyện nếu như tổng công ty không công khai xin lỗi ba ta. Trời đất ơi, sao có thể thay trắng đổi đen tới như vậy? Rồi sau đó làm sao nữa? Dạ, chị Khánh á thì vừa bị gọi qua phòng giám đốc, chưa biết sẽ ra sao. Còn Hưng? Chị Hưng thì đi cổng trường chưa về. Vậy có bao nhiêu người tham gia vụ này? Dạ, mọi chuyện đều là tự con, còn mọi người chỉ chạy theo thôi. Con có biết người ta nói công ty của mình như thế nào không? Là công ty của bọn lưu manh côn đồ. Nhưng mà ba à, nếu mà tụi con không đến kịp á thì ông ta đã giở trò đồi bại với Hương. Có bằng chứng gì để chứng minh chuyện đó hay không? Cái dở là ở chỗ đó. Xông vào chỗ làm việc của người ta, gây náo loạn lên mà không lấy được chứng cứ gì. Để bây giờ người ta lật ngược lại, khiến bản thân mình ngay thành gian. Con xin lỗi ba. Chuyện đã xảy ra rồi, xin lỗi thì có ích gì đâu. Mà tại sao con làm việc gì cũng không chịu suy nghĩ đến hậu quả vậy? Chuyện mình gây ra thì tự mình mà dọn dẹp đi, đừng làm liên lụy công ty. Mà dọn dẹp không xong á thì biết phải làm gì rồi đó. Ra ngoài đi. Dạ, con xin phép. Minh à. Dạ. Con định chừng nào đi tái khám? Nói cho mẹ biết để mẹ sắp xếp đưa con đi. Mẹ, nếu như chuyện con làm phẫu thuật làm cho cả nhà không vui thì con sẽ không làm phẫu thuật nữa đâu. Đừng nghĩ vậy mà con. Không phải là mọi người không vui, mà là mọi người đang lo cho con thôi. Chị ba con nói đúng, mọi người nên tôn trọng quyết định của con. Chính vì vậy mà mẹ sẽ ủng hộ con. Nhưng con nè, cho mẹ gặp bác sĩ để ba mẹ có phần an tâm và mẹ có thêm lý lẽ để nói chuyện với ba con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ, Khánh có về đây không? Có. Em con về nói là sắp xếp đồ đạc đi Vũng Tàu. Rồi nó đi rồi con à. Ồ, lại có chuyện gì hả anh hai? Chị Hưng, trong công ty có chuyện gì hả con? Xảy ra chút chuyện thôi mẹ. Dạ. Đâu, anh nói với mẹ về bé Minh và mọi người là em ổn mà. Em nói thiệt đó anh hai. Khi nào xong là em về liền. Ừ, em biết rồi. Vậy nha. Bao nhiêu mờ hàng tối hết trơn hết trọi rồi. Chán ông ghê á.
Đàn ông con trai gì đâu, đi nắng có chút xíu mà thằng tới thằng lui. Ông trời bữa nay cũng oi thiệt á. Làm gì mà nắng dữ. Hay là mình cứ đi hết chỗ này rồi về uống cà phê xong đi tiếp. Xẹp nồi ém mà xẹp cũng như rửa. Cẩn thận nha. Thì bây giờ mình kiểm tra công trình này xong, rồi qua bên Tân Phú mình kiểm tra thêm một công trình nữa, rồi mình về ha. Ok. Ê, tôi phụ đi sao không? Ơi, cô rắn không? Cô rắn không? Cô rắn không? Có sao không? Có sao không? Anh có sao rắn không? À quên, cô sáo không? Dạ không? Tôi không sao. Dạ em không sao không anh? Nè, làm việc cho cẩn thận nghe. Trượt thôi, trượt thôi. Dạ, tiếp đi. Dạ. Làm tiếp đi. Giờ nước đó đi. Rắn rửa. Rắn rửa. Không ổn rồi. Kiểm tra tất cả hàng đi. Các anh dừng tay lại đi. Dừng tay. Dừng tay lại. Đờ lên, đờ lên. Nhanh. Sếp ơi, trên đây vỡ tung lúng ấy. Chết rồi, vỡ hết rồi, bỏ tay. Tất cả đều không ổn. Anh sẽ ở đây để kiểm tra các hạng mục. Em với Tuấn vô kho hàng đi. Mình đi chị. Đi. Đi. Thôi được rồi, chú để đây đi. À, ông Trường có hỏi thì nói là tôi đi xin 2 ngày về nha. Dạ. Chú về đi. Dạ, tôi chị đi. Ngân. À, cậu. May quá gặp được con. Sao cậu biết con ở đây mà lại tới đây vậy? Quýnh quá, cậu mới gọi đi cho thằng Minh. Có chuyện gì xảy ra? Chị Ngân à, em với ba xảy ra chuyện gì thì cũng không sao hết. Nhưng nếu chị để đứa con qua đã thắng thế thì nó sẽ không có e ra gì đâu. Nhưng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mới được chứ? Con cứ đi với cậu và thằng Tâm thì sẽ rõ. Tiêu chuẩn em đưa ra cho anh rồi đó nha. Hàng mà không đúng chất lượng là em không chịu đâu. Anh đưa qua mà mấy em không bốc lửa đó, em không có nhận đâu, mất mặt lắm. Anh thông cảm đi. Khách hàng á nhờ em mua để tặng con trai là vận động viên đua xe đạp. Xe mà không đúng tiêu chuẩn á là mất mặt lắm đó. Có bộ anh diễn tả nghe ngon quá ha. Anh có hình gửi cho em đi rồi em quyết định cho. Em mà được sờ tận tay á thì hay biết mấy luôn đó. Xin lỗi nha. Cô làm cái gì vậy? À, phải làm vậy á mới trừng trị được mấy tên dê sờm như anh. Tôi nói anh biết, tôi chụp được cái mặt anh vô rồi hả, tôi sẽ tung lên mạng để mọi người nhận diện cái tên dê sờm xấu xa như anh. Gì? Nè nè cô kia, cô không được phép làm như vậy nha. Cô kia. Dạ. Nè em, làm sao lấy được cái đoạn video đó xuống vậy? Dạ không lấy được anh. Dạ hả? Dạ. Em kiểm tra bên kia đi, chị kiểm tra bên này. Dạ. Nè, hai người làm gì vậy? Thì đi kiểm hàng chứ làm cái gì? Có thông báo rồi mà. Tôi nói không được kiểm tra nữa, hai người ra ngoài đi. Tại sao không được kiểm tra? Bình thường phòng thiết kế vẫn có quy vào kho chọn hàng và kiểm tra hàng mà. Tại vì có quy định mới, chỉ khi nào chú Tiến và chú Tâm ký giấy mới được vào kho. Hai người vào đây có giấy gì của hai người đó không? Chờ một chút, để em gọi cho, chị yên tâm. Hừ.
Chị ơi, sao rồi? Không gọi được cho ai hết. Vậy thì chúng tôi không giải quyết được. Chị bây giờ lâm rắn ha. Em chạy về công ty xin lệnh của bác Phong liền, nhất định phải kiểm tra hàng trong hôm nay. Em tự từng chỗ luôn, yên tâm. Có chuyện gì vậy? Ai dám lên tiếng ở đây? Dạ thưa bác. Chị Hân, cô lấy tư cách gì mà đến đây lớn tiếng như vậy hả? Đi ra khỏi đây. Bác à, bác. Con không cần phải nói gì hết. Điều con cần làm bây giờ là đưa đứa con quan này đi ra khỏi đây cho khuất mắt bác. Phải đó, đưa nó đi. Dạ thưa bác, tụi con vừa mới phát hiện lô hàng thiết bị nhà vệ sinh và nhà tắm vừa nhập có vấn đề, cho nên đã quyết định kiểm kho và đã có sự đồng ý của bác Trường. Sao? Muốn lấy ông Trường ra đây để hù dọa tôi sao? Nếu mà mấy muốn kiểm tra kho thì kêu mấy xuống đây mà kiểm. Lấy cho tôi cái ghế, tôi sẽ ngồi ở đây coi ai dám đến đây để kiểm kho. Chị Ngân à, sao chị làm khó mấy đứa nhỏ như vậy? Ba. Dạ thưa bác. Chào bác. Khang, con đưa Hân về trước đi. Dạ, con xin phép. Dạ con xin phép. Tuấn, con gọi thêm người bên phòng thiết kế và bên phòng kế hoạch qua đây kiểm tra kho. Dạ, cảm ơn bác. Sao hả? Bây giờ anh quyết định chống lưng cho đứa con quan đó để chống lại tôi có đúng không? Còn chị, chị quyết định chống lưng cho cha con họ để phá nát công ty này phải không? Nè, cậu ăn nói cái gì kỳ vậy? Tôi đã bàn kỹ với anh Trường rồi. Sau khi kiểm kê thiệt hại bao nhiêu á thì cha con anh phải bù lại toàn bộ cái số này thì công ty mới không truy cứu. Và sau đó hai người phải rời khỏi công ty. Ngân, cậu à, cậu cứ yên tâm, con sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra đâu. Hồ sơ này là... Tôi muốn nói chuyện với ông. Cậu ra ngoài đóng cửa giùm tôi luôn. Dạ. Ngồi đi. Trường ơi, chắc ông cũng đã biết tôi muốn nói gì với ông mà đúng không? Tôi sẽ không ra quyết định gì cho tới khi nghe được kết quả kiểm tra kho từ anh Phong. Chứ không phải đứa con quan đó, nó đã báo cáo đầy đủ với ông rồi sao? Nếu như bà muốn giải quyết chuyện này theo cách êm đẹp thì tôi sẽ giải quyết cho êm đẹp. Còn nếu muốn giải quyết bằng cách gây sự thì tôi gây sự cũng không thua đâu. Nè, ông dám. Thôi, bỏ đi Ngân. Đừng có vì gia đình cậu mà làm cho gia đình con phải lục đục. Gây sự hả? Ông vì đứa con quan đó mà ông gây sự với vợ của ông, và nhất là cậu, người đã cho ông mượn tiền để gây dựng nên công ty như ngày hôm nay. Thôi mà Ngân, hồi đó là cậu giúp vợ chồng con là vì tình vì nghĩa, mà cậu thì thi ân bất cầu báo. Con kể lễ làm gì? Nó sẽ làm em dễ chịu hơn. Cảm ơn anh. Còn đau lắm hả? Ừ. Anh à, đừng có nói cho bác Trường biết nha. Không, anh sẽ nói. Anh à, anh không nghĩ ra lý do gì để giấu chuyện này hết. Em không muốn vì chuyện này mà bác trai lại cãi nhau với bác gái đâu. Bác Ngân đã làm chuyện này với em một lần rồi thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Còn hai người đó nữa, họ sẽ dựa vào chuyện này để cản trở những công việc làm của em sau này. Em nè, mấy người bạn của em chừng nào mới xuất hiện vậy?
tụi nó nổi hứng ghé Long Hải trước, rồi sau đó mới xuống tới đây. Trời đất ơi, sao không báo trước gì hết vậy? Nè, thôi mình về đi. Tự nhiên hai thằng đàn ông đi dạo trên biển, nhìn kỳ thấy mồ. Có gì đâu mà kỳ, nhìn em cũng đẹp trai ngời ngời nè chứ bộ. Cái thằng khùng hả? Ăn nói bậy bạ nghe chưa. Về anh mét của Út bây giờ. Nè, anh là người lớn nha, không có chơi mét nghe chưa. Thôi đi về. Ê anh, nhìn kìa. Thú vị quá anh ha. Có gì mà thú vị, mình về thôi. Ê từ từ, em muốn xem một tác phẩm hoàn chỉnh. Tụi con nít nó quậy phá chứ cái này mà tác phẩm hoàn thiện cái gì. Đi thôi, câu chút nữa đi, em thấy vui mà. Xuân phong. Rồi bây giờ cùng đếm nha. Trời đất ơi. Dạ không có ý đâu, về lẹ lên. Dạ. Nè, lại là cô nữa hả? Đồ dê sợm. Đồ dê sợm. Nè im đi, cô không được ăn nói bậy bạ nghe. Tôi mà biết người tụi nó ném là anh á, tôi đi như tụi nó ném rồi. Cô. Ê nè, anh định làm gì vậy? Đi theo nói rõ ràng chứ làm cái gì. Từ từ đã, đằng kia có rất là nhiều con nít, anh đi theo kẻ lộn như cô ta sẽ ảnh hưởng đến tụi nó. Ê đợi em với. Anh xem đi. Kết quả kiểm tra tại kho cho thấy toàn bộ thiết bị nhập gồm có nhà vệ sinh và nhà bếp, đợt này hoàn toàn là hàng kém chất lượng. Con số chênh lệch ước tính khoảng 5 tỷ. Vụ này họ sẽ đền tiền, và họ sẽ tìm một người để làm con cờ đứng ra chịu trách nhiệm. Lại vì món nợ đã vay khi lập nghiệp phải không anh? Tôi đã giao hẹn, đây là lần cuối cùng rồi. Ừ, tôi đồng ý cách xử lý này với một điều kiện. Anh nói đi. Hai người đó không được giữ bất cứ một chức vụ gì nữa, yên phận làm cổ đông. Nếu có họp thì giữ, có lời thì nhận. Tôi đồng ý. Alo. Ừ, được rồi, nếu mà những gì anh nói là chính xác, về Sài Gòn tôi sẽ thưởng thêm. Chào anh. Nếu em thích, anh có thể chiều em hết. Thiệt không đó? Ừ, sao? Hôm bữa giờ có cái chuyện gì mà em thích mà anh không có chiều đâu. Có người hứa dẫn người ta đi xin mà đợi chờ hoài không thấy. Tưởng gì chuyện đó. Trời ơi dễ ợt. Chiều nay đi luôn. Thiệt hả anh? Thiệt chứ bộ giả sao? Trời ơi anh dễ thương quá hả.
Cô làm cái gì vậy? Nhìn đẹp lắm, đang chụp nè. Diễn tiếp đi. Cô muốn cái gì? Ông nghĩ nếu mà giờ ông thấy những tấm hình ở đây thì sẽ như thế nào? Đưa cái máy cho tôi. Nếu mà ông lấy cái máy này cũng không có ích lợi gì hết. Thời buổi này hiện đại quá mà. Ở đây có wifi, chỉ cần tôi kết nối vào thì tất cả những hình ảnh trong này sẽ gửi về hộp thư điện tử của tôi hết. Cô. Anh, nó hù anh đó, anh đừng có tin nó. Cô, bây giờ cô muốn cái gì? Tôi muốn sự thật. Ông nói đi, tôi sẽ ghi hình lại. Cô xin hỏi cô đi đâu ạ? Dạ chị em đi. Ôi, cô có sao không cô? Ôi, cô. Dậy, chạy đi, tiêu rồi. Mày bị điên hả? Làm cái gì mà la lối ầm sòm vậy? Đang ngủ mà. Ôi, kệ nó, ngủ tiếp đi, mệt quá. Tụi bay lo ngủ hoài, lần này là chết thiệt rồi đó. Thằng Bảo á, nó mướn mấy chục thằng giang hồ địa phương đang truy lùng tụi mình để trả thù đó. Mày nói cái gì? Mày biết sợ rồi hả? Giờ làm sao ta? Lo ngủ hoài. Tụi bay làm gì vậy? Làm gì mà sợ? Làm gì mà sao trang dĩ ở đây? Nó biết mướn người, bọn mình không biết mướn người hả? Bọn nó có tiền mình không có tiền hả? Tụi mình biết tìm đâu ra giang hồ mà mướn. Đi tìm một cái công ty bảo vệ nào lớn nhất ở dưới này, mướn 30 thằng bảo vệ cho tao, hộ tống mình từ đây đi xuống thành phố, để tao coi tụi nó làm được cái gì. Tụi mày kiếm có tụi đó chưa? Dạ chưa tìm được anh ơi. Mà hình như hiện tụi mình lùng tụi nó bị lỗ rồi. Mà em thấy thằng Nghĩa úp hình tụi nó, lúc đi chơi á có mấy chục thằng vệ sĩ đi theo nữa. Nó xạo đó, mày đi xác minh lại đi. Xạo gì mà xạo, em biết tính con Lam mà, nó không bao giờ nổ hết á. Nhưng mà nếu cái tin này là thiệt á nha, là nó có đề phòng. Có đề phòng á là khó ra tay lắm á nha. Mai tụi bay đi tung tin, nói là tao sẽ về Mỹ học lại. Anh muốn tung tin anh về Mỹ học lại để cho tụi nó không có đề phòng. Mà tụi nó không có đề phòng thì anh xử tụi nó luôn. Biết thì đi làm đi. Tao mà không xử nó, tao thề tao không bước ra chơi nữa. Chuyện bàn giao không nên kéo dài, tốt nhất là hoàn thành trong tuần này. Trường, con nỡ đối xử với cậu với thằng Tâm vậy sao? Dù gì cũng người nhà mà. Vậy hai cho con cậu á tham ô của công ty cả tỷ bạc, vậy gọi là người nhà sao? Anh Trường à, ai mà không có sai lầm chứ anh. Quan trọng là người nhà với nhau thì phải mở cho nhau một con đường chứ. Để cho hai người ra đi một cách êm đẹp như vậy là con đường quá rộng mở rồi. Nghĩa là cuối cùng là con không có thay đổi quyết định hả? Bây giờ cậu chọn đi. Một là ra đi êm đẹp, còn hai là mọi chuyện được phanh phui rồi cơ quan pháp luật người ta giải quyết. Cậu chọn đi. Đúng là tình đời thay trắng đổi đen. Biết có ngày hôm nay thì ngày xưa. Biết ơn nghĩ ngày xưa mà hôm nay trở thành vũ khí để uy hiếp con. Phải trái bất phân, bao che cho cái xấu thì con đã không nhận đâu. Hôm qua tới giờ em có gọi điện nói chuyện với Khanh không? Sao anh gọi điện hoài không bắt máy? Hôm qua em có chat với Khanh, Khanh nói là tuần sau Khanh về. Vậy à? Thiệt tình. Vậy mà không chịu bắt máy để anh và gia đình đỡ lo. À, em có nói với Khanh về chuyện bác Trường thuyết phục ba về vụ ông Phước không? Ờ, em... Mà nhìn cái gì, đồ con quan. Ông... Thôi. Bà bỏ đi, đừng đụng tới người ta. Người ta có anh Trường với là anh Phong chống lưng rồi. Ba mà đụng tới thì sợ cái ghế cổ đông con với ba cũng sẽ không có mà ngồi nữa. Ba mày không có sợ đâu. Rồi có ngày á, ba mày sẽ ra tay tống khứ đứa con quan này ra khỏi công ty. Tránh chỗ.
Đáng lẽ ba và bác Trường không nên bỏ qua cho họ. Thôi bỏ qua đi anh, mình vô họp đi, mắt con bác đợi. Ba, ba bình tĩnh đi, đây là công ty mà. Nhất định tao sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Ba, vậy bây giờ mình có qua nhà chị Ngân nữa không? Phải qua chứ, qua ngay bây giờ, qua liền. Nó đã cạn tao, đừng trách tao ráo máng. Đi. Khang à, tạm thời con qua tiếp quản chuyện của cậu Tiến và cậu Tâm dùng bác. Rồi bác sẽ nói với Nhân cho Hân qua phụ con. Vậy thì con sẽ tiến hành sắp xếp mọi chuyện để công việc của công ty không bị ảnh hưởng. Nói là tạm thời vậy á, chứ có lẽ là sẽ giao cho con quản lý luôn đó. Dạ, nếu như bác giao cho con việc này, để con viết bản kế hoạch rồi mang qua cho bác xem. Hai đứa còn chuyện gì muốn nói nữa không? Dạ không. Dạ con cũng không. Vậy thì chúng ta giải tán cuộc họp. Dạ. Hân à. Dạ. Con ngồi lại đi, bác có chuyện này muốn nói với con. Dạ. Con xin phép. Sao, chuyện bạn gái đánh con còn đau không? Dạ không, con đỡ rồi. Cho bác xin lỗi. Dạ bác đừng nói vậy, chuyện này có liên quan gì tới bác đâu. Liên quan chứ. Bác nhận chăm sóc con, nhưng rồi không bảo vệ được gì cho con, cứ phải để cho con bị thiệt thòi ấm ức. Con yên tâm đi, bác sẽ nói chuyện với bác gái. Nhưng chuyện vừa rồi thì sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Bác à, bác có thể hứa với con một chuyện được không? Con nói đi. Đừng có bao giờ vì con mà phải tranh cãi với bác gái. Nếu như mà tại con mà bác với bác gái không vui á, thì con không có yên lòng đâu. Lúc nào con cũng lo nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho mình. Phải chi con làm nó được một phần như con thì hay quá. Ba cô không có ở nhà đâu, không cần phải lắm la lắm lét như ăn trộm vậy. Mẹ, mẹ làm con giật mình à. Con đi đâu mất biệt mấy ngày vừa qua? Thì con đi chơi với Dũng Tàu mấy bữa, giỡn lên nè. Mẹ đã nói với ba con là con qua lại xin rồi đó, mau thu xếp qua lại đó đi. Con mà còn tiền thì cũng bay qua bển từ lâu rồi, chứ đâu có về đây để làm gì. Cái gì? Mẹ mới mở lại thẻ cho con, giờ xài hết tiền nữa hả? Con gặp chuyện xui xẻo nên cần phải dùng tiền chứ gì đâu mẹ. Trời ơi, Lam ơi là Lam, con cứ như vậy hoài á, chắc chắn cái gia tài này nè sẽ thuộc vào tay đứa con Hoàng đó đó. Má con nói đúng đó. Cậu, thưa ông cậu, thưa cậu mới qua. Hai cha con cậu á vừa họp với chồng con, giờ bị nó lấy hết chức vụ ở trong công ty rồi. Ảnh ra lệnh từ nay ba em với em không được bước chân vô công ty nửa bước nếu như chưa được ảnh cho phép. Con sẽ nói chuyện với ổng, không thể nào đối xử với cha con cậu như vậy được hết á. Thôi không cần nói nhiều nữa, cậu giờ nhiều khi cũng già rồi, coi như mình nghỉ hưu đi. Thằng Tâm cũng tính ra làm ăn riêng, chắc cũng không sao. Cái chuyện mà cậu đến đây để nói á, là thằng chồng con á, nó giao toàn bộ cái mảng công việc của cậu với thằng Tâm cho đứa con Quang nó quản lý rồi. Cậu nói sao? Chuyện gì cũng giao hết cho nó như vậy. Em nghĩ trước sau gì chắc cũng giao công ty cho nó làm chủ. Làm chủ hả? Nó đừng có mơ, công ty đó là của con. Cậu thấy người đang nằm mơ là con đó. Con nhỏ đó càng ngày càng có địa vị cao trong công ty, còn con chưa tạo dựng được cái gì hết. Cho dù sau này công ty có thuộc về con thì sớm muộn gì con cũng bị nó lật đổ thôi. Con nghe chưa? Con sáng mắt ra chưa? Có lẽ hai má con á ít nhất cũng phải làm một cái gì đó.
đừng có hiền lành quá như vậy. Cậu à, cậu yên tâm đi, con biết con sẽ phải làm gì rồi. Chị nè, tuy ba với em không còn trong công ty, nhưng tay chân thì vẫn còn. Nếu chị cần gì cứ nói với em. Phải đó, ngoài ra còn có sự hậu thuẫn của cậu và Thật Tâm. Cần hai cha con cậu làm cái gì cứ việc lên tiếng. Dạ, con biết rồi. Với những ý tưởng thiết kế như trình bày thì mục tiêu hướng tới của bản thiết kế này chính là ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ đời sống sinh hoạt. Và đây cũng sẽ là xu hướng mà bộ phận thiết kế của công ty An Phát định hướng theo đuổi lâu dài. Xin cảm ơn. Làm tốt lắm. Bác quyết định chọn bản thiết kế này. Con đi chào khách hàng đi. Dạ, con cảm ơn bác. Mấy anh em chuẩn bị chiến đấu cho thiệt tốt. Lần này mà thắng thầu á, chúng ta sẽ có thưởng lớn cho phòng dự án và phòng thiết kế. Riêng cậu Nhân á, sẽ có phần thưởng riêng, được thưởng thêm một phần vì đã dẫn dắt người của mình rất tốt. À, dạ thưa chú, thật ra đây là bổn phận và trách nhiệm con phải làm, cho nên con không dám nhận đâu. Mà nói thiệt á, cái bản thiết kế vừa rồi mà chú xem là do phần của Kiệt Hân với lại Phương Khanh thiết kế là chính. Còn cháu thì chỉ góp thêm vài ý kiến ở đó thôi à. Yên tâm đi, ai có công á thì đều được thưởng hết. Có đúng không anh Phong? Tất nhiên rồi, có công á thì được thưởng, nhưng mà có lỗi thì sẽ bị phạt. Nguyên tắc trước giờ nó vẫn vậy mà. Thôi được rồi, mấy đứa cứ học tiếp đi. Bác Danh Phong có chuyện phải đi đây. Dạ. Phần thưởng thêm đó anh không nhận thiệt sao? Nếu vậy để em kêu hai bác chuyển qua cho em nha. Ê nè nè, chưa chi muốn tạo phản hả? Nè, dám giành thưởng với sếp mà coi chừng nghe chưa. Nè nè nè, anh không được ăn hiếp Hân của em đó nha. Cái gì ăn hiếp? Nè, tất cả là lỗi tại cậu nghe chưa. Ủa, lỗi em sao? Chứ còn gì nữa, em quá cưng chiều Hân làm gì. Mà người ta thường nói á, mũi dại thì lái chịu đòn. Tôi quyết định sẽ phạt là trưa nay phải mời tôi đi ăn trưa. Cơ hội quá. Trình độ gài hàng siêu hạng quá ha. Tất nhiên. Em xin luôn phần thưởng của anh, vì trong tình huống xấu nhất, tất cả mọi người sẽ đổi phần thưởng để bảo vệ Khanh thôi. Mọi người lúc này cũng thấy rồi đó. Bác có vẻ như là không có gì là nguôi giận hết. Giận đòi có lỗi sẽ phạt. Thật ra qua chuyện vừa rồi, cái chuyện phạt á thì anh thấy cũng hơi khắt khe. Nhưng nói đúng hơn, nếu mà xử lý như vậy thì hơi bất công với Khanh quá, vì bắt có một mình cô ta gánh hết lỗi lầm. Nè, anh nghĩ chắc là không sao đâu. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Hay là chiều nay á, vào lễ ra mắt sách của mình á, lúc mà mọi người vui vẻ, anh sẽ nói vô cho. Anh nghĩ là ba sẽ không giận đâu. Em cũng mong là vậy. Bà chuẩn bị đi, rồi kêu con Lam đi luôn. Tôi không đi. Tại sao không đi? Tự nhiên tôi muốn đi chơi. Tôi đặt vé đi xin rồi, lát nữa tôi đi. Vậy con Lam đâu? Bà kêu nó về để còn chúc mừng cháu Minh nữa chứ. Giờ này không thấy mặt mũi đâu hết. Nó thấy mặt ông hầm hầm như vậy, nó không dám đi chung đâu. Cái gì? Rồi thì sao? Bà không thấy hả? Nếu nó tiếp tục sống như hiện tại thì nó sẽ có tương lai hay sao? Ông quan tâm tới tương lai con bé từ khi nào vậy? Tôi chưa bao giờ không quan tâm tới nó hết. Vậy ông có biết tại sao con bé từ một đứa ngoan ngoãn học giỏi lại trở nên như vậy không? Có phải ông đang muốn nói là do tôi dạy hư nó chứ gì? Nếu như bây giờ bà chịu chung tay với tôi, chắc chắn nó vẫn còn hy vọng. Ông nói ngược rồi. Ông mới là người phải chung tay với tôi đó. Nhưng tôi chỉ sợ là ông không làm thôi. Bà nói vậy là sao? Con bé trở nên như vậy
là do nó bất mãn. Do ông chọn đứa con quan đó mà không chọn nó. Nếu như bây giờ ông chịu từ bỏ đứa con quan đó thì nó sẽ quay lại như lúc đầu thôi. Nhưng mà tôi biết chắc ông sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Thái độ đó của ông là điều khiến cho nó đau buồn đến suy sụp và tự hủy hoại bản thân mình. Hai đứa đó đều là con của tôi, tại sao phải chọn đứa này bỏ đứa kia chứ? Tôi chưa nhượng bộ sao? Con hơn nó chịu thiệt thòi vậy mà chưa đủ sao? Có cha mà không dám nhận cha, tôi có nhà nè mà không dám đưa nó về. Điều quan trọng đối với bà là không phải về phép của nhà đó, mà phải giải thích cho nó hiểu. Hai đứa đó đều là chị em, nếu bất hạnh tới mức không thể yêu thương nhau thì cũng đừng bất hạnh tới mức không đổ trời chung như vậy. Quá ra bây giờ người có lỗi là mẹ con tôi đúng không? Tôi không đổ lỗi cho ai hết. Tôi chỉ muốn là... Đủ rồi. Tôi biết cuộc nói chuyện này sẽ không bao giờ có kết quả. Dừng lại đi. Gọi không được chị. Anh ơi, sao rồi? Gọi hoài không được. Không biết có chuyện gì hay không nữa. Chắc là không đâu. Ở bên trong chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong hết rồi, chị đợi Khanh tới thôi. Vậy thôi, vô nói nhóc Minh. Cứ tiến hành đi, không nên để người lớn và khách đợi. Dạ. Hôm nay là ngày anh chị liên quan mừng cho con nhỏ ra mắt cuốn sách mới. Còn ngày mai á là giờ tôi đi du lịch về. Ngày mai á tới lượt ngày của tụi tôi à nghe. Dạ chồng tôi, thay mặt con gái cảm ơn hai bác của nó trước. Dạ, coi bộ làm sư phụ như Cẩm Kiều á là phải có quà tặng cho con bé rồi đó. Chị ký tên vô bức tranh này mà em đọc sách của chị đó. Em mới vừa vẽ lại bức tranh mà bạn Thỏ đã vẽ đó. Dạ hả, cảm ơn em nha. Chị ơi chị thấy tranh em vẽ đẹp không chị? Để chị coi. Ờ, bức tranh đẹp lắm, em vẽ đẹp lắm. Xin lỗi em nha, chị không nhìn thấy được cho nên không xem hình em vẽ được. Hay là chị ký tặng cho em nha. Cô ấy không nhìn thấy thì những gì viết trong này á có xác thật hay không? Ờ phải đó, những gì cô ấy viết có khi nào quá khác với thế giới của tụi nhỏ hay không? Nhà xuất bản nào chịu in sách của cô ấy vậy? Ờ dạ, dạ dạ thưa quý vị, đây là một quyển sách thiếu nhi rất hay, được viết bởi một nhà văn trẻ có trách nhiệm với người đọc nhất trong năm nay. Dạ thưa quý vị, tôi là nhà văn Cẩm Kiều. Tôi đã hoạt động trong làng văn 20 năm nay, cho nên tôi dám lấy danh dự nghề nghiệp và lẫn danh dự cả bản thân tôi. Tôi dám đảm bảo với quý vị, đây là cuốn sách thiếu nhi hay nhất mà quý vị phụ huynh nên mua để cho các em mình đọc. Kính thưa quý vị độc giả và các em có mặt tại đây, tôi nghĩ là trong cuộc sống này có rất nhiều thứ không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài hoặc nghe người ta nói gì nó, mà chúng ta phải cảm nhận nó. Có một tác giả trẻ đã trách nhà văn Hemingway rằng tại sao không đọc hết tác phẩm của anh ta mà lại chê nó không hay. Tác giả Hemingway đã trả lời với anh ta rằng nếu trên bàn có một cái trứng hư thì ông ta sẽ không cần phải ăn hết cái trứng đó mới biết là cái trứng dở. Tôi nghĩ rằng trước khi quý vị có thể đánh giá là quyển sách của tôi là một quả trứng không được ngon, thì quý vị có thể dành thời gian để đọc thử một trang rồi sau đó quyết định. Xin cảm ơn quý vị. Ba ơi, con đọc sách của chị đó rồi, chị đó viết hay lắm á. Vậy hả? Dạ. Mẹ ơi, con cũng đọc sách của chị đó rồi, chị đó viết hay lắm á mẹ. Chị ơi, ký tên giùm em đi chị. Rồi để chị. Dạ. Nào xin mời. Xin mời. Xin mời. Mời cả nhà.
chị. Dạ, hôm nay con xin được cảm ơn bác Trường, cảm ơn ba mẹ, anh hai, chị ba và chị Hân đã luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ cho con có thể suôn sẻ ra mắt tác phẩm đầu tiên của mình. Đặc biệt con xin cảm ơn sư phụ đã cho con nhiều ý kiến đóng góp rất đắt giá. Nè, sao tôi không nghe nhắc đến tên tôi vậy ta? Tôi nhớ tôi hay mua đồ ăn khuya cho người ta lắm mà. Không có lòng đi dự lễ ra mắt mà tiệc chúc mừng thì cũng tới trễ, vậy còn mày đặt bắt bẻ. Nè, con đang tính nói là lời cảm ơn đặc biệt đến cậu hai, thì cái cậu hai xuất hiện đó. Vậy hả? Lanh dễ sợ lanh ghê chưa? Dạ em chào anh Trường. Chào. Dạ dạ. Chào Dưỡng Ba. Chào cả nhà. Chào. Ủa, sao không chào tôi? Nè, thiếu phong độ nam nhi lắm đó nghe người ơi. Cái cô này chọc kẹo cậu ấy hoài à. Cái này về luôn rồi hả? Dạ về luôn. Vậy là mới ly được chứ? Dạ được. Để con rót cho cậu. Ủa, con Khanh đâu? Dạ Khanh về không kịp cậu. Thiệt đúng là không làm chuyện gì coi cho được. Không phải đâu ba. Khanh có gọi điện thoại cho con, nói là đang trên đường về, tự dưng có xảy ra một tai nạn kẹt xe đâu cả mấy cây số á. Dạ. Cho nên là Khanh về không kịp. Minh nè. Dạ. Ba cũng định có một món quà cho con, nhưng đến phút cuối ba lại muốn thay đổi một chút. Vì ba nghĩ rằng món quà sau này chắc chắn sẽ khiến con thích hơn. Đó là ba sẽ ủng hộ quyết định phẫu thuật của con. Ồ, thật không ba? Con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Chúc mừng con. Chúc mừng. Chúc mừng. Anh gọi không được hả? Không gọi được. Không biết có chuyện gì không nữa. Các con có liên lạc được với Khanh không? Dạ chưa mẹ. Hay con nhỏ gặp chuyện rồi? Ba đừng lo lắng quá, Khanh chắc không sao đâu. Thưa mẹ, anh hai, Hân. Trời ơi, đi đâu mà không nói gì hết trơn vậy? Con có biết là mọi người lo sợ cho con đến mức nào không? Tại sao con về mà không nói không rằng, rồi bỏ đi đâu mất tâm mất tích vậy? Con có biệt tâm biệt tích ở đâu đâu. Chỉ là con muốn làm một món quà thật là đặc biệt cho em Minh, nhưng mà gặp một chút sự cố, cho nên đến bây giờ mới về được. Quà gì mà đặc biệt vậy ta? Từ từ con. Nè nha, không những đặc biệt mà còn rất lớn nữa đó. Không biết là người ta có thể nhận món quà này và bỏ qua cho chị ba chuyện sáng nay chị ba đã không đến được, được không? Nhận chứ, sáng nay chị ba đã không đến mà bây giờ em không nhận quà nữa thì em lỗ làm sao? Con nhỏ này. Anh hai, mở ra giùm em đi. Wow. Bức tranh này, Thỏ và các bạn nhỏ của mình đã kéo nhau ra biển. Một bức màn được dệt bằng những đám mây trắng tinh đã được bạn nắng dọn sẵn ở đó. Và bác cầu vồng đã nặng ra cho họ rất nhiều quả cầu vồng màu nước. Và cứ thế thì buổi học vẽ đầu tiên bắt đầu. Và bạn Thỏ và các bạn nhỏ của mình đã thấy là chưa bao giờ học vẽ lại vui đến như vậy. Mỗi bạn chỉ cần lựa cho mình một quả bóng màu mà mình yêu thích, rồi ném về phía bức màn, nơi bịch màu đó vỡ tung ra, lan thành những hình ảnh vô định. Chẳng mấy chốc, Thỏ và các bạn đã có một bức tranh tuyệt đẹp đầy màu sắc. Chị ba,
Chị Ba thực sự vẽ bức tranh đó cho em hả? Chính xác là chị và các bạn nhỏ của câu lạc bộ họa sĩ nhí. Em cảm ơn chị Ba. Em thương chị quá. Hả? Thấy sao? Nổi ốc hết rồi nè. Em cũng vậy á. Đó, có người ganh tị là em thương chị nhiều hơn kìa. Làm gì có chuyện đó. Em thương cả ba người như nhau hết á. Nghe chưa? Giờ này mà mấy mẹ con còn đứng đây nói chuyện sao? Dạ thưa ba, con mới về. Ba coi nè, chị ba tặng cho con một bức tranh đó. Bức tranh vô cùng đặc biệt luôn đó ba. Hôm nay con đã tất bật cả ngày rồi. Thôi đi ngủ sớm đi con. Nhưng mà con còn muốn nói chuyện với mấy anh chị. Ba nói rồi, đi ngủ đi, ngoan. Em đưa con lên phòng đi. Dạ. Thôi, ba con nói đúng đó. Thề mẹ vào trong nghỉ đi con. Con cụ bức tranh lại đi. Tại sao con lại tặng bức tranh cho con nhỏ? Con có biết suy nghĩ hay không? Ba, bức tranh này là bức tranh mẹ Minh đã cho nhân vật trong cuốn truyện của mình, vậy cùng bạn bè của nó. Tuy là con nhỏ không nhìn thấy gì hết, nhưng mà hoàn toàn cảm nhận rất rõ bức tranh như thế nào. Lúc nãy con còn thấy em ấy rất là vui. Dạ đúng rồi đó bác. Thôi, hai đứa đừng có nói giúp nữa. Em không sao đâu. Không sao thì quà đâu? Không có. Người ta đi làm gì thì làm gì mà có quà. Tôi không cần biết. Đi xa về thì phải có quà. Bây giờ không có thì sao? Thì ăn đòn chứ sao? Anh hai, hồi đánh em kìa. Thôi cái gì vậy? Thôi hai cô nương được rồi, đánh trúng anh không à. Khánh, em sao vậy? Sao không? Không, em sao? Chắc là giỡn quá nên bị giãn cơ thôi. Chắc là do mấy ngày nay em di chuyển liên tục nên mới bị như vậy. Để anh gọi cậu. Không sao, không sao. Em đỡ rồi. Thiệt không? Đỡ không đó? Được mà. Vậy thôi, đi lên phòng nghỉ ngơi sớm đi nha.